Xin chào tất cả các bạn nha. Vào ngày 21 tháng 5 mình có một cái video là hướng dẫn ăn chia 6.250 triệu token JLR đến từ mạng Solana các bạn. Thì mình xin chúc mừng cho bạn nào đã có làm dự án này, hiện tại nó đang phân phối nha các bạn. Thì bạn nào có làm dự án này thì các bạn vào check ví của mình nha các bạn. Thì check ví Sun Wallet nó tự động của nó phân phối về luôn, mình không cần ép con chắc hết trơn các bạn. Rồi mình đã nhận được 71.9 token JLR nè các bạn. Thì hiện tại token đó đi sàn Radium các bạn. Thì để bán được con token JLR này thì các bạn cần click vào link mô tả chứ cái link sàn Radium của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm connect ví nha các bạn. Rồi các bạn chọn connect ví Sun Wallet nè. Rất là đơn giản luôn các bạn. Rồi bạn nhập mật khẩu của ví Sun của mình nha các bạn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản, các bạn bấm unlock nè. Sau khi unlock các bạn bấm mở ra, các bạn bấm vào continue connect nè. Thì nó đã connect ví mình nè các bạn. Thì sau đó thì nó hiện balance của mình chỗ này nè các bạn. Còn bạn nào chưa hiện thì các bạn nhấp vào mũi tên các bạn lựa các bạn. Nè, mình đã nhận được 71 token JLR. Các bạn chạy qua cái đồng Sun này, Solana. Ok, cái đồng Sun này chưa có thành khoản thì các bạn chạy qua USDC nha các bạn. USDC. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. USDT mất. Không có thành khoản luôn ta. Rồi, các bạn chọn cái đồng USDC này các bạn. Rồi có chọn mắt nha các bạn. Ok, mình được 3.5 đô rồi các bạn. Rồi thì các bạn swap qua cái đất, cái đồng token USDC nha các bạn. Thì các bạn sẽ tốn một chút phí Sun các bạn. Rồi các bạn swap, chờ swap chút các bạn. Rồi, sau khi anh em swap qua là USDC thì cái mạng Sun này, token USDC này nó chưa, mình không biết nó sàn nào hỗ trợ bán token USDC này, nên khuyên các bạn swap lại con Sun nha các bạn. Sau khi các bạn swap lại con Sun này thì các bạn có thể rút về 0.07078 token Sun. Rồi sau khi các bạn swap con Sun này xong thì các bạn rút về sàn Binance hoặc là Bitmax các bạn bán cho các bạn. Sau như các bạn, như vậy swap USDC qua Sun rồi sau đó các bạn ghép con Sun lên sàn Binance các bạn bán cho các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha. Mạng mình yếu quá, swap lâu quá các bạn.